Mến chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em lên một cái clip này để giao lưu với cả nhà mình một cái lô, một số lô mai sắn ha cả nhà. Thì trước mắt em là cái lô mai sắn ghép được 6 tháng nha cả nhà. Em ghép được 6 tháng này. Thì lô này thì quấn đế cục ha. Thì hiện tại thì nó cao được khoảng một tấc đến tấc mấy ha cả nhà, tấc mấy đây. Thì em đã dựng đọt hết rồi, đa phần là dựng đọt hết rồi cả nhà. Thì cái lô mai sắn này thì em giao lưu với cả nhà mình là 100.000 đồng một cây ha. Thì bên em ship từ 3 cây em bao phí ship ha cả nhà, từ 3 cây em bao phí ship. Thì anh chị em nào mà lấy, anh chị em nào lấy 10 cây thì em tặng một cây ha, 10 cây thì em tặng một cây. Cái lô này thì đế đẹp 100% các nhà, đế cục vậy nè, không có quấn tới bí lò xo gì hết, nhưng mà đế nó cũng rất là đẹp. Thậm chí có những cây nó cao vậy ha, cao như thế này. Thì bên em hiện tại là có ba cái chạn gốc nhớt để giao lưu cả nhà mình ha. Cái chạn này 100, thì chạn 150 và 200 ha cả nhà. Thì tí nữa em sẽ quay hết cho cả nhà mình tham khảo ha. Anh chị em mình có thích cái loại nào thì alo em. Thì cái loại 100.000 này thì đế nó rất là đẹp. Đế nó rất là đẹp ha. Cái loại 150 với 200 thì nó không có, đế nó không có đẹp bằng cái lô này, nhưng mà được cái nó cao. Thì cứ xin nói thêm cả nhà mình ha. Thì cái chạn này là Tết nay là dư bông nha cả nhà. Tết nay mình chơi bông thoải mái. Thì bây giờ là tháng 6 mình nè. Tháng 6 mình ha. Thì còn khoảng 2 tháng nữa, đi đọt 2 tháng nữa bắt đầu nó ngưng, nó không đi đọt nữa ha. Ngưng không đi đọt nữa bắt đầu làm nụ. Thì cái mai sắn yêu cầu chúng ta ghép, bắt đầu ghép từ lúc này chúng ta ghép Tết vẫn có bông chơi nha cả nhà. Lúc này là ghép vẫn có bông chơi, ủng hộ cái chạn này thì Tết nay là dư bông rồi. Nó rất là mau bông, phát triển rất mạnh ha. Rồi, em đi quay luôn cho cả nhà mình cái lô 150 với lô 200 ha. Cả nhà nào xem được cái thích cái chạn nào thì ủng hộ em ha. Ồ, gió quá trời, nó bị lật cây ha cả nhà. Giờ em vô ép chậu quá. Ép chậu cho nó ráo nước á, vô nó bị dễ bị lật. Đây cái chạn 150 bên em giao lưu cả nhà mình đây ha. Thì cái chạn này thì nó ra từ tùm tùm hết rồi, nó cao thì nó không cao lắm, nó cao từ khoảng từ tấc rưỡi thôi, tấc rưỡi, nhưng mà nó ra tùm vậy nè. Giờ cả nhà mình thay cái chậu là chơi ok ha. Đấy tùm. Còn cái chạn 100.000 thì nó chỉ lên một chọt thôi, còn cái chạn 150 thì nó được to tùm vậy nè cả nhà. Cái đế này cũng vẫn quấn, cũng có xử lý đế hết nha. Lô này thì xử lý 100% hết, nhưng mà cục thì nó không bự bằng bên kia thôi, nhưng mà vẫn xử lý đế hết ha. Cái nhà mình coi ví dụ như cây này nó lùn nhưng mà tạng nó tùm ha. Thì cái chạn này thì 150 cây, em cũng ship bao ship từ 3 cây ha. Hoặc là mấy anh chị em mình gặp đơn cái loại 100, 150, loại 200 á, mình gặp 3 loại lại thì em bao ship cho cả nhà mình ha. Thì hoặc là mấy anh chị em mình lấy những giống khác, lấy những giống khác thì chứ không nhất thiết là phải mai sắn ha. Thì bên em thì dòng nào em cũng có ha, đa phần dòng nào em cũng có, nên cả nhà mình có nhu cầu loại nào thì alo em. 150 nó tùm luôn, Tết nay mình chơi Tết thoải mái ha. Thì hiện tại thì vẫn còn cái giá nới nha cả nhà, nhưng mà tới Tết thì bắt đầu nó lại cái giá khác ha. Tại vì cái hàng mà sắn mà có tàn mà già mùa như thế này thì hiện tại trên thị trường thì nó cũng rất là ít ha cả nhà, rất ít chứ không có nhiều đâu. Thì em cũng may mắn cái hàng này là em mua ha, em mua lại chứ cũng không phải ở nhà có. Tại vì cây này rất là dễ thương ha. Thì cái chặn này là 150 nha cả nhà. Rồi em qua quay cái hàng 200 cho cả nhà mình xem. Thì nó 200 thì nó cao 2 tấc đổ lên. Đây. Hàng 200 đây. Cao này.
nó cũng bung tàn ha, bung tàn hết. Gió do nó cao quá, gió nó lật. Cao quá gió nó lật cả nhà. Cả nhà thấy không? Ủa, này này khô, tại vì do nó cái tàn nó âm tùm với nó cao quá, cái bắt đầu nó hút nước ghê lắm, nó kinh lắm. À, cái chặng này thì chặng 200 nè. Cả nhà như coi cây nè, nó cao nhiều nhiều luôn ha. Đấy. Hàng này cao khoảng 25 cm nè cả nhà. Đầu nó cũng bung tàn tố, nó bung từ dưới lên trên ha. Thì mấy anh chị em có xem cái nào mà vừa mắt nó được thì alo em. Thì em bao ship từ 3 cây ha. Đó, cả nhà mình xem nè. Nè. Cái gàng tay em nè. À, mấy anh em mình thấy không? Nó cao lắm mà. Nó cao mà cái tàn nó đều nữa. Hàng này nếu mình thay chậu chơi nữa thì ok nè. Ngoài ra bên em thì còn những cái giống khác thì mấy anh chị em cũng biết ha, có theo dõi kênh em thì cũng biết. Mai móng rồng các loại ha. Rồi cái này cũng mai xoắn em mới ghép nè cả nhà. Rồi bạch mai rin. Ươm từ hạt ha. Mai rin ươm từ hạt nè. Thì cái chặng này thì em giao lưu cả nhà mình 100.000 đồng một cây ha. Cái hàng cao thì 200. Hàng lùng lùng này 100.000 đồng một cây. Thì cái hàng này thì em bao ship từ 5 cây nha cả nhà. Hàng này em bao ship từ 5 cây. Rồi thì em xin kết thúc cái clip tại đây nha. Rất mong được sự ủng hộ cả nhà mình ha. Rồi xin chào tạm biệt cả nhà.